muốn có món ăn ngon, bổ dưỡng, điều quan tâm đầu tiên đó là có được nguồn nguyên liệu an toàn, chất lượng. Chương trình Ngon và Lành ngày hôm nay mời quý vị cùng đến thăm mô hình trồng rau hữu cơ tại Sóc Sơn, Hà Nội. Chăm sóc cho rau khỏi sâu bệnh không thể không cần đến việc phun thuốc cho cây. Nhưng kỳ lạ chưa, người nông dân ở đây lại không hề dùng đến các loại khẩu trang để tránh mùi thuốc bay theo gió, cơ thể hít phải sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Mảnh ruộng dù đã được phun thuốc, nhưng kỳ lạ hơn là các loại côn trùng như bướm ong vẫn dập dờn bay lượn. Chính bởi loại thuốc được phun là loại chế phẩm hữu cơ, chứ không phải thuốc trừ sâu hay thuốc diệt cỏ. Tùy theo là chăm sóc cây nó ở cái độ tuổi nào là cái thứ nhất. Cái thứ hai nó là ví dụ như là bị nấm ấy, thì chúng tôi mới lại cho tỏi nhiều hơn. Thế chứ còn nếu như mà gọi là cho nhiều hơn là so với cái liều lượng là để phun thôi, chứ cũng không phun nhiều được quá. Bởi vì nếu mà phun nhiều thì nó vẫn nóng, nó vẫn bị cháy cây. Cái thuốc thảo mộc này thì nó chỉ hạn chế được một phần nào đó thôi, còn chúng tôi hoàn toàn là làm thủ công hết. Thế thủ công thì ví dụ như là tối chúng tôi đi ra soi đèn ra bắt sâu hoặc bắt bướm. Điều đặc biệt nữa là xen kẽ giữa các luống rau luôn có những cây hoa rực rỡ. Người nông dân nhổ cỏ nhưng lại không nhổ những cây hoa này. Dù chúng không ăn được cũng chẳng phải để cắt về cắm trong gia đình. Mục đích của chúng tôi là trồng cây hoa như thế này để làm cây dẫn dụ, thu hút những con ong bướm nó đến đây, nó đẻ trứng rồi nó lở sâu, rồi bắt sâu nó sẽ dễ mà nó không đẻ lên rau, là nó không có sâu trên rau, là nó không có nhiều sâu nó bấu vào rau là nó phá hoại, cho nên là phải trồng cây rau này, mục đích làm rau hữu cơ là như thế. Những cây rau không bóng mượt, thậm chí nhiều loại còn có mẫu mã xấu hơn ngoài thị trường. Nhưng cứ sản phẩm ra đến đâu là thị trường tiêu thụ hết đến đó. Người tiêu dùng ngày càng có ý thức hơn trong việc sử dụng các sản phẩm rau an toàn, nên công việc của những người nông dân này không ngơi nghỉ. Chất lượng sản phẩm là yếu tố hàng đầu. Có lẽ vì thế mà việc mở rộng mô hình này không hề đơn giản. Thì sản xuất hữu cơ thì nó có những cái quy định hữu cơ PZ, nó có những quy định rất là nghiêm. Cho nên là mở rộng diện tích thì chúng tôi phải đi đôi với cái quản lý, cái giám sát chất lượng sản phẩm thật an toàn. Nếu mà rộng mà nó nhiều quá mình không kiểm soát được thì chất lượng sản phẩm lại chưa được ổn định. Có được nguồn thực phẩm an toàn trong tay, điều quan trọng nữa đối với những bà nội trợ đó là sử dụng làm sao để giữ được đầy đủ các chất dinh dưỡng khi chế biến những món ăn. Thưa quý vị, sau khi thăm trang trại rau hữu cơ của các chị em nhóm Hoa Ly ở tại Sóc Sơn, thì cũng ngay tại Sóc Sơn thì Hằng cũng rất là muốn gửi tới quý vị và các bạn những cái phương cách để có thể chế biến những món ăn từ sản phẩm rau hữu cơ. Chắc quý vị cũng có thể thấy là rau hữu cơ nhìn bên ngoài thì mẫu mã không hề đẹp, thế nhưng mà khi chế biến thành món ăn thì chắc chắn sẽ cho hương vị cũng như là chất lượng tuyệt vời. Ngày hôm nay thì rất quen thuộc với chương trình Ngon và Lành, anh Vũ Văn Hưởng đến từ tiệc đặc sản .vn sẽ giúp quý vị và các bạn chế biến một món ăn từ rất nhiều loại rau hữu cơ mà chúng ta đã thấy ở vườn. Với rất là nhiều loại rau mà chúng ta đã có, thì không biết là anh có một cái gợi ý gì về món ăn sẽ thực hiện trong ngày hôm nay không ạ? Khi nói về rau hữu cơ thì nó có độ an toàn và sạch rất tốt cho sức khỏe cho chúng ta, nên chúng ta sẽ hôm nay sẽ làm một món salad vừa kết hợp vào rau và củ quả, và thứ hai là mình sẽ làm một món rau cuốn chủ yếu là để làm ăn rau hữu cơ rất ngon. Đúng rồi, tại vì Hằng biết được là rau hữu cơ thì cái độ an toàn của nó rất cao. Chính vì thế mà có lẽ khi ăn sống thì các chị em trong gia đình thì sẽ không ngại chế biến, và đặc biệt là những người thưởng thức thì cũng an tâm hơn về cái độ an toàn của nó, đúng không ạ? Đúng rồi. Một món salad ngon, điều quan trọng nhất chính là có được nguồn thực phẩm an toàn. Bởi salad thường là ăn sống các loại rau củ quả tươi. Cách ăn này giúp cơ thể hấp thu trọn vẹn dinh dưỡng từ thực phẩm. Bởi thế, một số loại rau củ chỉ được rửa sạch, gọt lớp vỏ. Một là vì vệ sinh, hai là vì cơ thể khó tiêu hóa. Còn lại là giữ nguyên, cắt cho vừa ăn.
khi mà chế biến món salad, mặc dù một món ăn rất đơn giản, nhưng Hằng thấy là các bà nội trợ vẫn thường hay gặp một số lỗi, có thể là do vì họ quá là sợ với cái việc ăn sống các loại thực phẩm. Ví dụ như trong quá trình sơ chế, họ thường ngâm rau, các loại rau sống với nước muối quá nhiều hoặc là trong thời gian quá lâu làm cho rau bị nát. Hoặc là khi mà họ có những cái loại thực phẩm, ví dụ như là cà rốt mà hôm nay chúng ta có này, họ trần qua thì họ lại có thêm ra giảm cái lượng muối hoặc là cái thời gian đun quá lâu. Vậy làm sao mà chúng ta có thể điều tiết được những cái này để cho ra một món ăn salad ngon, hấp dẫn ạ? Thì chúng ta những cái loại rau khi đã là rau ăn sạch của hữu cơ thì chúng ta nên trần cũng sẽ cho một ít muối và nước thật nóng và chúng ta cho vào trần. Khi vừa tới chín thì chỉ trong vòng khoảng 3 phút là vớt ra. Rồi chúng ta sẽ cho vào một bát nước lạnh để cho cái độ giòn và độ tự nhiên của rau vẫn còn nguyên. Và rau được thì nó cũng sẽ không chín tiếp tục, đúng không? Vâng. Vậy thì có cái khâu mà rửa rau ấy, nhiều người nói rằng là kể cả việc chúng ta ngâm bằng nước muối thì nó cũng không thể nào có thể loại bỏ đi hết các cái loại sán có thể sống ở trên rau, mà cách tốt nhất là chúng ta phải rửa mạnh xuống rửa ở vòi nước, có đúng không ạ? Đúng rồi, nhưng mà rửa mạnh vào vòi nước thì chúng ta sẽ loại bỏ đa số giun sán và các loại sâu. Và thứ hai chúng ta sẽ ngâm một cái nước muối một thật loãng thôi. Loãng, chúng ta chỉ ngâm trong khoảng 10 phút đến 15 phút là chúng ta sẽ vớt ra là rửa lại thì rau lúc đó sẽ rất sạch. Vâng, bên cạnh đó là nó có một ngấm một chút nước muối thì nó cũng làm cho cái loại rau đấy nó đậm đà hơn, đúng không ạ? Đúng rồi. Hôm nay trong số những cái nguyên liệu mà để thực hiện món salad thì Hằng thấy anh có sử dụng trái bơ. Thực tế là trước đến nay khi mà ăn các món salad thì Hằng cũng đã thấy người ta sử dụng bơ như là một nguyên liệu cho món ăn, nhưng mà ít khi thấy là người ta sẽ dùng chính quả bơ này để làm cái nước sốt salad. Không biết là cái này thì nó có khác gì so với những cái sản phẩm sốt mà chúng ta có thể mua sẵn trên thị trường để chế biến món này không ạ? Bơ như bơ này là bơ tươi và chúng ta vừa hái xuống thì bơ chúng ta sẽ tán nhuyễn và kết hợp với một số gia vị làm nước sốt salad để trộn cùng với rau củ quả để ăn, thì khi đó chúng ta có cảm nhận là đó là vị ngậy, béo nhưng thơm nhưng mà lại không ngán. Vâng, và chắc chắn là những chị em nào mà mong muốn giảm cân thì sẽ bớt đi được cái nỗi lo của mình, bởi vì chắc chắn là cái độ béo ngậy của bơ này thì nó không thể so sánh được với việc ví dụ như chúng ta sử dụng mayonnaise, đúng không ạ? Đúng rồi. Quả bơ rất giàu giá trị dinh dưỡng, không chỉ được dùng làm đồ uống, bơ còn được sử dụng trong chế biến món ăn, đặc biệt là làm các loại nước sốt, bởi đặc tính của bơ béo ngậy, dẻo thơm. 77% lượng calo trong quả bơ được sản xuất chủ yếu từ các axit béo. Phần lớn các chất béo trong bơ là axit oleic. Axit này là một loại chất béo không bão hòa và có nhiều trong dầu ô liu và rất có lợi cho sức khỏe. Vì vậy, ăn bơ sẽ giúp kiểm soát lượng cholesterol trong cơ thể. Thưa quý vị, đây là món salad sốt bơ, đúng không ạ? Rất hít khi mà Hằng nhìn thấy món salad để đựng trong một cái tô như thế này. Chắc chắn là đối với những chị em phụ nữ mà có ý định giảm cân
khi nhìn thấy bát salad như thế này thì sẽ bị kích thích cơn thèm. Tuy nhiên thì ăn hết một bát salad như thế này thì chắc chắn là cũng sẽ đạt được cái điều mình mong muốn, đó là vừa có chất dinh dưỡng nhưng lại không có quá nhiều những cái chất gây béo phì, đúng không ạ? Và ở đây thì có trứng cung cấp protein, các loại rau xanh cung cấp vitamin. Như vậy là chỉ cần một bát này thôi thì cũng đủ làm cho các chị em phụ nữ có cảm giác no mà lại vừa có đủ chất dinh dưỡng. Tuy nhiên thì Hằng thấy rằng là ngày hôm nay ở trên bàn anh Hưởng còn mang đến tôm và thịt nữa. Chắc chắn là nhìn thấy như thế này thì mọi người sẽ nghĩ rằng là chắc chắn chúng ta sẽ còn có một món ăn nào đó sử dụng rất là nhiều những thực phẩm hữu cơ nhưng mà kết hợp với những cái thực phẩm dầu đạm, dầu protein như thế này. Đó là món ăn gì ạ? Chúng ta sẽ làm món rau sống cuốn với tôm và thịt. À, rau sống cuốn với tôm và thịt. Và rau sống thì đó. Chúng ta cũng là ăn sống đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Chúng ta sẽ dùng xà lách, một số loại rau sống, rau thơm với dưa chuột. Chúng ta sẽ cuốn cùng nhau. Sau xà lách, gỏi là món ăn có thể sử dụng nhiều rau củ quả tươi đứng thứ hai. Công thức của nó là sự kết hợp giữa thực phẩm dầu đạm như thịt cá với các loại rau củ tươi. Lúc này, các loại rau củ chỉ góp phần là đường dẫn giúp việc hấp thụ protein trong tôm thịt dễ dàng, đạt miệng hơn. Các bạn, trong một thời gian ngắn thôi thì Hằng và anh Hưởng đã làm xong món rau cuộn tôm thịt. Và có thể thấy là món ăn này thì rất phù hợp với các gia đình và trong những cái buổi mà đi picnic. Điều quan trọng khi mà làm món ăn này thì quý vị cần phải chú ý một điều, đó là chỉ khi chúng ta tìm được những thực phẩm thực sự sạch, thực sự an toàn thì chúng ta mới nên ăn những món ăn như là salad hay là những món gỏi như thế này thường xuyên. Bởi vì những món ăn như thế này không chỉ giúp chúng ta có đầy đủ chất dinh dưỡng, bên cạnh đó thì nó cũng tăng cường rất nhiều những vitamin. Và đây cũng là một món ăn gợi ý cho rất nhiều những chị em phụ nữ nếu muốn giảm cân. Cảm ơn anh Hưởng vì hôm nay đã đến với chương trình và đã có những chia sẻ rất thú vị xung quanh cái việc thực hiện hai món ăn này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.